Tập 5. Phụng Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, tội nhân lao ái, quỷ thiên diệt địa, xua quân làm phản, tội ác cùng cực, xử tội lăn trì trong 100 ngày, khâm thử. Tuân chỉ. Lý Trọng, có thần. Khanh đã làm chưa? Bẩm đại vương, đã xong hết rồi, có thể hành động bất cứ lúc nào. Truyền. Dạ. Chúng thần nghe lệnh, từ hôm nay đại tần ta truy nã dân nữ nước Việt. Công tôn lệ. Gọi lại. Ghé vô lửa đi. Mua vô, mua vô. Chiếc chồng này cũng đẹp quá. Đẹp thiệt đó. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy ta? Chuyện gì vậy? Lại coi đi. Chuyện gì vậy? Trời, hình như là lệnh truy nã thì phải á. Phải không? Còn trẻ vậy mà. Trời, ai biết chữ đọc coi. Đẹp quá ha. Truy nã thì sao? Truy nã cũng vậy. Không biết phạm tội gì nữa. Con nữ này cũng xinh đẹp quá trời luôn. Cãi đi, cãi đi. Sao mà nghe môi. Nghe vô lửa đi. Sư muội, tham kiến đại dương. Lý Trọng, chuyện quá nhân báo khanh làm, khanh đã làm tới đâu rồi? Bẩm đại dương, từ trên Hàm Dương cho đến Đại Ngụy, chỉ cần trong lãnh thổ của nước Tần, dù đường lớn hay đường nhỏ, trong thành hay ngoài thành, đều đã dán bức họa của Công Tôn Lệ. Đại dương muốn tìm một nữ nhân chỉ là chuyện dễ dàng như trở bàn tay mà thôi. Còn chuyện ta đặc biệt căn dặn thì sao? Thần đã truyền thánh chỉ đưa cho Diêu Giả, Diêu đại nhân đã cam đoan với thần, chuyện này sẽ không có sơ suất. Truyền lệnh cho Diêu Giả, nếu như có sơ suất, quả nhân sẽ cho hắn chết không toàn thây. Thần tuân chỉ. Tỷ tỷ, nhất định phải đi thật sao? Lan Nhi muội muội, muội đừng lo, ta với sư huynh chỉ tạm tránh vài ngày, không bao lâu nữa sẽ về tìm muội mà. Phải hứa với muội, hai người phải bình an trở về đó. Đương nhiên là vậy rồi, ta vẫn còn nhiều chuyện muốn làm với Lan Nhi mà. Lệ Nhi, Kinh Nhi, các con đi đường nhớ cẩn thận đó, phải bảo vệ cho Lệ Nhi. Nè, con có biết tại sao quân Tần lại muốn bắt Lệ Nhi hay không? Con cũng không biết nữa. Mặc dù chúng ta luôn muốn chống lại quân Tần, nhưng mà nước Tần chưa từng làm lớn chuyện, nghiêm ngặt trốc nã. Bây giờ nước Tần huy động quân lính trốc nã sư muội, chắc chắn là có lý do. Có lẽ là Kinh đại ca với Lệ tỷ tỷ anh dũng kháng Tần trong trận Bộc Dương, nên đã thành cái gai trong mắt nước Tần rồi. Nhưng mà cha muội nói, sống trên giang hồ rất dễ có kẻ địch, nếu không có ai truy sát thì đâu phải là giang hồ. Ta thực sự rất thích tính cách lạc quan cởi mở của Lan Nhi muội muội. Chuyến này ra Bắc, nếu gặp phải khó khăn thì cầm lấy bức thư này đi tìm bằng hữu của lão phu, tên là Điền Quang, là người nước Yên. Điền tiên sinh học vấn uyên bác, lại còn có giao tình nhiều năm với lão phu, ông ấy nhất định giúp sức cho hai đứa đó. Ơn của sư thúc, Kinh Kha suốt đời không quên. Ê, con đừng nói như vậy mà. Chỉ tại sư thúc bất tài, tự biết không thể bảo vệ cho các con, mới hại các con chỉ còn cách bỏ trốn. Lỗi sư thúc à, người đừng nói như vậy mà. Thật ra nhân dịp này con với sư huynh có thể đi khắp nơi một chuyến, đánh thêm vài tên lính Tần, thư giãn gân cốt rất tốt. Vậy sư thúc à, Lan Nhi, chúng ta từ biệt tại đây. Từ biệt tại đây. À, được. Kinh đại ca, Lệ tỷ tỷ, bảo trọng. Bảo trọng.
thần Lý Tư tham kiến đại dương. Là bất gì đâu? Khởi bẩm đại dương, dạo này tướng quân nhiễm bệnh phong hàn, mấy hôm nay không ngừng sốt cao, tái đi tái lại, khó lòng ngồi dậy. Lão bất di thường ngày không trời áo choàng long thú, ăn toàn linh chi với nhân sâm, vậy mà cũng dễ nhiễm phong hàn, đúng là chuyện lạ hiếm thấy đó. Có lẽ là tướng quốc ngày đêm lo cho quốc sự, lao lực quá độ nên bệnh. Lo cho quốc sự? Ta thấy ngày đêm lo chuyện mất quyền thế thôi. Tâm tư của tướng quân thần cũng không biết rõ, không dám nói bừa. Sao vậy? Khanh cũng sợ nếu như nói bừa sẽ mất thế trước mặt tướng quốc sao? Sư phụ có nói, thế thuộc về mình thì nhất định có nhân lực, thế thuộc người khác, có lo lắng cũng vô ích. Ồ, nếu thế lực không thuộc về mình thì phải làm sao? Thế trong thiên hạ giống như nước chảy, nếu chảy về nơi khác thì cần phải suy tính, đoán dòng mở nguồn, độc chiếm đại thế. Rất thú vị. Khanh nói khanh tên gì? Thần họ Lý, tên Tư, hiện đang là thực khách ở phủ tướng quân, từng là học trò của Tuân Huống lăng lăng nước Sở. Tuân Huống? Khanh là đồ tôn của Mạnh Kha sao? Đúng vậy. Trong lá thì Xuân Thu toàn ghi chép câu nói của Mạnh Kha, quả nhân không thích tư tưởng của Nho Gia. Nho Gia nói lễ pháp tuân mệnh trời, nhưng nếu trị quốc bằng lời Nho Gia, người có thể theo Tề Hoàng Công, Tấn Văn Công. Hai người này tuân theo lễ xưa ủng hộ Chu Thiên Tử, nhưng chẳng qua chỉ là bá chủ một phương. Thần cho rằng đại dương chi hướng cao xa, sẽ không hài lòng với chuyện bá chủ một phương. Vậy khanh nghĩ chí hướng của quả nhân là gì? Chí của đại dương chính là thôn tính sao nước, thống nhất thiên hạ. Hay, hay cho câu thống nhất thiên hạ. Bây giờ quả nhân hỏi khanh, việc thôn tính sáu nước nếu giao cho Lý Tư Khanh tiến hành, khanh sẽ làm như thế nào? Khởi bẩm đại dương, sáu nước hiện nay như mặt trời lặn phía tây, không đáng để lo. Nếu muốn hoàn thành đại nghiệp thống nhất cả thiên hạ, trong nước phải yên. Từ xưa tới nay, thần lên thì quân phế, quân nặng thì thần nhẹ. Đại dương, nếu không quyết đoán, hậu quản sẽ khôn lường. Thần có tội. Đại dương chờ chút, tướng quân chỉnh sửa y quán sẽ ra ngay. Không cần nữa, bốn dương đã được thỏa lòng, không cần phải gặp tướng quân. Đại dương, bên đây. Đứng lại. Ngươi tên là gì? Nhà ở đâu? Tôi tên Triệu Tứ, đến từ Bộc Dương. Đang định đi đâu? Tôi và huynh đệ của tôi đến Hàm Đan tham dự hỷ yến của người thân. Mong là quan gia đừng làm khó chúng tôi. Đi Hàm Đan sao? Quan gia, làm ơn cho qua. Hey, đi đi. Đa tạ. Đi. Khoan đã. Các ngươi đi đâu vậy?
Bẩm tướng quân, tôi vừa mới nói với vị quan gia này, chúng tôi tới Hàm Đan tham dự một hỷ yến, mong tướng quân đừng làm khó. Ngươi ngẩng đầu lên cho ta. Ngươi là nam hay nữ vậy? Huynh đệ của tôi đương nhiên là nam nhân. Nam nhân? Tại sao ta thấy ngươi giống người mà ta đang truy nã vậy? Chắc là ngài nhìn lầm mà thôi. Là nam hay nữ ta thử sẽ biết ngay thôi. Sư mũi, chạy mau. Đứng quân, đứng quân, mau, đuổi theo chúng. Sao chứ, chúng còn không sao chứ, sao chứ, đuổi theo. Dạ. Đại Dương, Đại Dương đón Thái Hậu về Hàm Dương, có biết dân gian đã truyền tụng chuyện này ra sao không? Nói ta nghe thử. Dân gian đã truyền miệng Đại Dương đích thân khởi giá, dẫn ngàn binh mã đón Triệu Hậu về Hàm Dương, đặt tủ yến ở Cam Tuyền Cung, những người đi ngang dây chặt để xem, ai cũng ca tụng Đại Dương có hiếu. Di thần cũng chúc mừng Đại Dương có lại Thái Hậu. Quả nhân chưa từng bị mất, sao nó có lại? Dạo này Đại Tần hỗn loạn, Dương cung không yên. Nghe người ta nói nước Tần có Lã Tướng Quốc, có Trường Tín Hầu, mà không biết Đại Dương. Đại Dương quốc ức cho người quá. Thái Hậu, con đã biết lần phản loạn này chính là lỗi lớn. Con thân là mẹ của Đại Tần, trong lúc này nên đứng trên lập trường của Đại Dương, nghĩ cho Đại Dương. Tổ Thái Hậu, con... Đại Dương, để Đại Tần được quốc thái dân an, cần phải làm gì? Cứ vậy mà làm. Tổ Thái Hậu, Tổ Thái Hậu! Người đâu? Đưa hai nghịch tử này đi cho ta. Đại Dương, đừng mà Đại Dương, đừng mà, đừng mà Đại Dương. Ta xin người đừng làm vậy mà Đại Dương. Sao người nhẫn tâm như vậy? Dù gì cũng là đệ đệ của người mà, là con của ta mà Đại Dương. Trường Nhi, Trường Nhi, Trường Nhi. Đại Dương, ta xin người, ta gian xin người mà Đại Dương. Đại Dương, Đại Dương, ta xin người. Nếu chúng là con của Ba Tánh, quả nhân không phải vua của Đại Tần, thì có thể tha. Nhưng xin người hãy nhớ cho trọng, chúng gọi người là mẫu hậu, không phải đề đề tru của quả nhân. Là nghịch tử của ngươi về lao ấy. Người đâu? Mau dạy Thái Hậu đi. Nỗi khổ trong lòng Đại Dương, Di Thần cảm nhận sâu sắc. Khanh có ý gì? Di Thần là người nước Triệu. Từ khi Đại Dương vẫn còn đang làm con tin nước Triệu, Di Thần đã thấu hiểu về Đại Dương rồi. Lúc đó Đại Dương phải chịu biết bao nhiêu sự sỉ nhục, nhìn sắc mặt biết bao nhiêu người. Mặc dù Mao Tiêu nói rất có lý, muốn Đại Dương khoan hậu nhân từ, nhưng mà hắn không hiểu được cái bi đát trong lòng của Đại Dương. Mọi người muốn Đại Dương phải nghĩ cho Triệu Hậu, nhưng thần lo buồn, có người nào biết lo nghĩ cho Đại Dương đâu. Họ nói nếu không có Văn Tín Hầu, Đại Dương và Tiên Dương đã không thể hồi kinh nhận tổ quy tông. Nhưng tướng quốc mặc dù đứng đầu trong bá quan, nhưng nhiều lần thách thức Dương quyền. Hắn có ý phạm thượng làm loạn, nhưng lại không thẳng thắn khởi binh, mượn sức Lao Ái, rồi mượn Trường An quân, còn đồn về thân thế Đại Dương làm loạn lòng dân, làm đủ mọi chuyện, thiên lý khó dung. Bây giờ Đại Dương đón Thái Hậu hồi cung, nhưng không hề biết Đại Dương sẽ làm gì đối với Thái Hậu. Cung điện này của Đại Dương, Đại Tần này cũng của Đại Dương, cần thưởng hay phạt đều theo Dương mệnh. Nếu muốn hoàn thành đại nghiệp thống nhất cả thiên hạ,
trong nước phải yên. Đại Dương, nếu không quyết đoán, hậu hoạn sẽ khôn lường. Sư muội, hình như quân Tần không đuổi kịp rồi. Chạy một đoạn dài, cuối cùng cũng thoát được bọn chúng. Sư muội, hình như phía trước có ngôi nhà, hay là chúng ta tạm vào đó rồi mới tính sau. Được, đi thôi. Nè, có lạnh không? Không lạnh. Xếp cho ta. Dạ. Dạ. Mau, mau lên. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Mau, mau. Mau. Mau lên. Mau. Xét cho kỹ, bỏ bên kia, mau. Chỉ tiếc cho một tấm áo choàng. Cũng may là mùi lanh trí, nếu không anh lửa sẽ khiến chúng chú ý, lại bám theo chúng ta. Tối nay chúng ta sẽ không thể ngủ rồi. Đám quân Tần này đúng thật là quá dai dẳng, cứ đuổi theo mình không thể cắt đuôi được. Nhưng nếu như xông ra ngoài, chỉ lấy ít đến đâu. Bây giờ chỉ còn cách chờ thôi. Khóa vào đi. À, không cần đâu sư huynh, muội không lạnh mà. Cô chừng cảm lắm. Cũng không biết lần này quân Tần truy bắt có liên quan tới kiếm phổ không nữa. Muội thấy cũng chưa chắc đâu. Hạ Hầu Ương muốn cướp kiếm phổ, hắn ta là người Triệu, chắc chắn là không liên quan gì tới quân Tần. Tóm lại quân Tần lâu nay luôn ngông cuồng bá đạo, vô lý ngang ngược. Bọn chúng muốn làm gì chúng ta đâu thể nào hiểu hết được chứ. Cũng tại ta bất tài, chưa phá giải được ý nghĩa cao thâm trong kiếm phổ sư phụ để lại. Nếu ta luyện thành võ công, sẽ không để sư muội bị người ta truy đuổi khổ sở như vậy. Sư huynh đừng tự trách mình như vậy nữa mà. Kiếm phổ là di nguyện của gia gia, đâu phải trách nhiệm của một mình huynh đâu. Thật ra muội cũng không biết ý nghĩa trong kiếm phổ là gì. Nói thật thì nước Tần cũng vậy, Hạ Hầu Ương cũng vậy, muội không hề bận tâm tới họ. Muội chỉ muốn cùng sư huynh tìm một nơi yên ắng, tránh xa mọi ân oán giang hồ, được làm những con người bình dị. Sư muội à, thù nước hận nhà chưa trả, ta không nghĩ tới hạnh phúc cá nhân được. Ta sợ sư phụ biết được sẽ thất vọng về ta. Nếu như may mắn, đương nhiên ta cũng muốn trai cày gái dệt, sống cuộc sống thật bình dị. Oh.
Sao vậy? Bà Dệ Phong này diễn tả sự quán than của nữ nhân gả cho người không tốt, đâm vào nỗi đau của trọng phu sao? Thần chỉ đang nghĩ là âm nhạc Trịnh Vệ luôn bị Dương thất quý tộc chê bai dâm loạn, khó được đưa lên đại điện. Hôm nay Dương Yến có điều không ổn. Lui ra. Dạ. Hôm nay đi xa mệt mỏi, Ai Gia cảm thấy không khỏe, muốn hồi cung nghỉ ngơi. Được thôi, có cần Di Thần tìm một người hầu tẩm cho mẫu hậu không? Thì ra Đại Vương đón ta hồi cung hoàn toàn không xuất phát từ lòng hiếu thảo. Mà chỉ muốn sỉ nhục Ai Gia thôi. Nếu Đại Vương còn ôm hận về chuyện của Lão Ái thì cứ trách tội tội thần. Lão Ái do thần đưa vào cung, lệnh bại điều binh của Thái Hậu cũng một tay thần giao phó, nên mọi việc đều do trọng phu mà ra. Trọng phu? Được thôi, nếu Khanh muốn gánh tội, quả nhân sẽ nói rõ ràng với Khanh. Từ khi quả nhân bước lên ngôi kế vị, Khanh đã dùng danh trọng phu. Quả nhân chưa hành lễ thành niên, Khanh đã sai môn khách viết ra lã thị Xuân Thu lưu truyền khắp nơi. Có ai không biết Xuân Thu này chính là sách mà Dương thất các nước dạy thái tử. Mọi chuyện mà Khanh làm chính là để cho thiên hạ này biết ta là con trai của Khanh. Nhưng mà quả nhân không phải. Quả nhân là đích tôn thân sinh của Tiên Dương, hoàn toàn mang huyết thống của Doanh Thị Đại Tần. Khanh dùng danh nghĩa trọng phu uy hiếp quả nhân, đặt điều sinh sự. Khanh ép Trường An quân ra đi. Khanh muốn mưu quyền xoán gì vì lỡ triền đáng tội gì hả? Đại Vương, miệng đời đáng sợ, người phải biết phân rõ thị phi. Tướng quốc chưa từng có ý đồ xoán gì. Trong lòng ông ấy chỉ có một mình Đại Vương mà thôi. Đại Vương, tướng quốc phò tá Tiên Dương có công lao với xã tắc, lời đồn thế gian không có chứng cứ, mong Đại Vương rộng lượng hải hà, đừng vội đánh đồng với Lao Ái. Được thôi, quả nhân sẽ tha tội chết cho Lã Bất Diên, nhưng cắt chức tướng quốc, lập tả hữu thừa tướng. Từ nay về sau, quả nhân nắm trọn quân quyền, lập tức hạ chiếu. Chính Nhi, Thái hậu bao che nghịch tặc, từ nay phải ở Nam Cung, không được bổn vương cho phép, không một ai được phép ra vào. Hội thần thấu tạ sự khoan dung của Đại Vương. Chu Công phạm lãi, công thành lui thân, sống giữa núi sông,
thân dùng nửa đời dâng cho Đại Tần. Cũng tới lúc quy ẩn rồi. Từ nay không màng tới quyền thế nữa, giờ đã tới lúc thoát khỏi thế tục, cảm nhận cuộc sống bình đạm. Đại thư gia một đời tung hoành là bước gì? Khanh cam lòng sao? Gặp cảnh khó không như ý là chuyện thường tình, nhưng lã bất di ngày nay giống như trái đào nát chìm dưới nước, không thể trở mình nữa. Cơ thân, khoan đã. Sao vậy sư huynh? Chỗ này quá yên tĩnh, không được bình thường. Tính cảnh giác cũng cao thiệt ha. Không hổ danh là cao độ của Công Tôn Vũ. Hai người không được nhắc tên gia gia ta. Các người muốn làm gì? Không có gì, chỉ muốn mời Công Tôn cô nương theo bọn ta về Dương Cung Hàm Dương một chuyến, để gặp đại dương của bọn ta. Ai muốn gặp hắn chứ? Nhà đầu à, không do cô quyết định được đâu. Sư đệ, đệ phải nhớ kỹ, đừng làm cô ấy bị thương. Còn về Kinh Thiếu Hiệp này, tùy tiện xử trí. Đúng như ý của đệ. Sư muội. Người hãy mang thi thể của ta đi gặp hắn đi. Công Tôn cô nương, mà bỏ kiếm xuống đi. Vậy thì bây giờ hãy để cho bọn ta đi, không được đi theo bọn ta, càng không được sai người khác bám theo bọn ta. Đừng có hòng. Được, vậy các ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi. Mạng của ta ở trong tay ta, còn mạng các ngươi nằm trong tay Tần Dương đó. Cô, hai người đi đi. Sư huynh, ta thả bọn chúng đi như vậy sao? Mấy ngày nữa không cần chúng ta nhọc lòng, Công Tôn Lệ sẽ tự tới Hàm Dương.
Đại Dương, mong Vũ tướng quân cầu kiến. Truyền. Truyền mong Vũ tấn kiến. Tham kiến Đại Dương. Miễn lễ. Chuyên quả nhân bảo Khanh làm, Khanh làm tới đâu rồi? Đại Dương, sự việc đã ổn thỏa rồi. Kinh Kha đã bị Phong Lâm Quả Sơn đả thương, trúng kịch độc của Diêu Giả. Nổi trong 7 ngày, nếu không giải độc thì sẽ độc phát mà chết. Tốt, Khanh làm rất tốt. Sư huynh, cố chịu một chút nha. Sư huynh, sư huynh sao rồi? Sư huynh có sao không sư huynh? Sư huynh làm ơn mở mắt ra nhìn muội đi. Không sao. Muội đừng lo. Muội không sao. Muội không sao. Muội không sao hết. Sư huynh. Sư huynh à. Ta không sao mà. Ta vẫn có thể ở bên muội. Đừng nói nữa sư huynh. Để muội cầm máu trước đã. Làm vậy có đau không? Muội làm vậy có đau không? Sư huynh. Sư huynh. Sư huynh. Sư huynh. Sư huynh đừng làm muội sợ mà. Sư huynh đừng làm muội sợ mà. Sư huynh phải làm sao đây? Huynh tuyệt đối không được chết đâu sư huynh à. Sư huynh, huynh cố chịu một chút nữa thôi, mình sắp tới nơi rồi. Ông là ai? Đúng ra sáng nay lão phu có hẹn, nhưng bằng hữu đã đi vắng, đúng lúc gặp cô đi lại khó khăn nên muốn hỏi thăm. Ông muốn cái gì đây? Vị tráng sĩ này bị thương không nhẹ đâu. Theo như lão phù thấy, nếu không lập tức chữa trị vết thương, e là sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ông muốn làm gì? Cô nương, xem ra hai người đang bị kẻ thù đuổi giết. Vì vậy cô nương luôn luôn đề phòng, gặp ai cũng nghi ngờ. Phải thì đã sao? Có liên quan gì tới ông chứ? Chúng ta đều là người trong giang hồ, đề phòng người khác, đó là chuyện hết sức tự nhiên, không có gì lạ. Nhưng nếu lão phu đã ra ngăn cản thì chỉ do thấy người khác gặp nạn, chỉ muốn ra đây để giúp đỡ thôi. Chỉ là lời nói, dựa vào đâu mà muốn tôi tin ông? Người bị thương là sư huynh của tôi. Nếu như ông dám đụng tới huynh ấy, tôi sẽ liều chết với ông. Tại hạ là người nước Yên, Điền Quang. Nếu như đã dám nói ra thân phận, chắc cô nương cũng yên tâm rồi. Ông là Điền Quang tiên sinh? Đúng là tại hạ. Cô nương từng nghe tên ta hay sao? Giảng bối vô lễ, mong Điền Quang tiên sinh thứ lỗi. Tiểu nữ tên là Công Tôn Lệ, lỗ cô tiễn sư thúc từng nói, nếu tôi và sư huynh gặp nạn thì tìm tiên sinh nhờ giúp đỡ. Cô có quen lỗ đại hiệp? Tiên sinh, đây chính là bức thư mà lỗ sư thúc đã đưa cho chúng tôi. Sư thúc nói nếu tôi và sư huynh gặp nạn giữa đường thì có thể tới An Ấp để tìm Điền Quang tiên sinh. Thì ra hai người là hậu nhân của Công Tôn Vũ đại hiệp. Công Tôn Vũ là gia gia của tôi, sư phụ của sư huynh tôi. Vậy Công Tôn đại hiệp hiện nay? Gia gia tôi đã hy sinh một cách oanh liệt trong trận chiến ở Bộc Dương. Quả nhiên là nước Tần. Cô nương, đi theo ta. Thank you.
Tiên sinh, thương tích của sư huynh tôi sao rồi? Công tôn cô nương, tuy cậu ấy đang bị thương rất nặng nhưng chưa tổn thương tới phủ tạng, bây giờ cũng không đáng lo. Nhưng mà trên binh khí đã thương cậu ấy lại có kịch độc, chất độc này đã đi vào kinh mạch. Nếu không giải độc, chỉ e là chỉ e Kinh Thiếu Hiệp không sống hơn 7 ngày. Cái gì? Công tôn cô nương, đừng bỏ lỡ hy vọng. Cô cho ta biết người đã thương cậu ấy có lai lịch gì. Tứ đại ác nhân Hàm Dương, Phong Lâm Quả Sơn. Phong Lâm Quả Sơn, thật đúng như lão phu suy đoán. Phong Lâm Quả Sơn là thuộc hạ của Diêu Giả, du sư của nước Tần. Diêu Giả? Hắn là tâm phúc của Tần Dương. Những chuyện xấu xa không dám cho ai biết đều do một mình hắn làm. Nếu như Phong Lâm Quả Sơn ra tay, đủ thấy Tần Dương rất muốn bắt được cô. Hắn xem chuyện bắt cô là nhiệm vụ hàng đầu. Nhưng mà tôi chỉ là một nữ nhân bình thường, tại sao Tần Dương phải bắt cho bằng được tôi chứ? Công tôn cô nương, cô thông minh lành trí, có lẽ cô phải hiểu nam nhân trên thế gian sẽ nghĩ sao về cô chứ. Cô cũng nên hiểu rằng một mỹ nhân tuyệt sắc khiến người ta mê mẩn như cô làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt của Tần Dương. Còn rất nhiều người khác nữa đều xem cô như bao vật để dâng lên cho Tần Dương tối cao kia. Thì ra là tôi. Là tôi đã hại sư huynh tôi. Tiên sinh à, tôi vừa mới nghĩ ra một cách, xin ông cho tôi mượn một con ngựa được không? Cô định làm gì? Mong tiên sinh có thể chăm sóc cho sư huynh của tôi, đại ân đại đức, công tôn lễ suốt đời không quên. Công tôn cô nương,